Ngày 7 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông V sinh năm 1990 là thư ký tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức. Ông V tử vong tại nhà riêng ở một con hẻm trên đường Thành Mỹ Lợi, phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào tối 6 tháng 11, người thân của ông V đi công việc trở về nhà thì thấy nước tràn ra đường. Lúc này mọi người tìm cách ngắt cầu giao điện rồi lên lầu kiểm tra thì thấy ông V đã tử vong. Hiện trường xung quanh bị cháy xém. Nhận tin báo, công an khu vực đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai các nhân chứng. Trước đó, người thân của nạn nhân đi chơi ở tỉnh, còn ông V ở lại thành phố Hồ Chí Minh.